Nhật chuyển động bóng đá trên giấc mơ bóng đá TV. Thua bạc nhược trước Saudi Arabia, Nhật Bản bị bỏ lại ở cuộc đua giành ngôi đầu. Cùng giờ với trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc, hai đội bóng mạnh trong bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 là Nhật Bản và Saudi Arabia đã đụng độ nhau. Trong đó, phần thắng thuộc về Saudi Arabia với pha ghi bàn ở hiệp 2. Với trận thua Trung Quốc, tuyển Việt Nam xếp cuối bảng B, vẫn chưa thể có điểm ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở trận tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tới làm khách trên sân của Oman, ngày 12 tháng 10. Nhật Bản tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm để vươn lên ngang bằng đối thủ Saudi Arabia sau 3 lượt trận. Nhưng với việc phải đá trên sân khách, không dễ cho đội Nhật Bản có thể hiện thực hóa tham vọng của mình. Diễn biến trên sân đã cho thấy điều đó. Bằng lối chơi tập thể gắn kết và tinh thần thoải mái hơn, các cầu thủ Saudi Arabia tỏ ra rất chủ động. Họ không vội vàng dồn đội hình lên mà chuyền bóng chậm rãi ở giữa sân, chờ sự nôn nóng của đối thủ để tung đòn trừng phạt. Saudi Arabia chính là chủ nhân của pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Phút 12, từ quả tạt bên cánh trái, Manu dâng cao đánh đầu khá nguy hiểm, song bóng lại đi trúng vị trí thủ thành Gonda đã chọn. Sau đó 10 phút, Nhật Bản đáp lễ và cũng từ bài đánh đầu. Lần này Kamada đưa bóng đi khá hiểm, nhưng thủ môn Alaway vẫn kịp phản xạ. Liên tiếp sau đó, thủ thành bên phía Saudi Arabia phải làm việc. Nhật Bản đẩy nhanh tốc độ khiến hai cánh của đội chủ nhà lộ ra nhiều khoảng trống. Và đó là cơ hội để các chân sút áo xanh có thể tận dụng. Phút 30, Osako băng xuống đối mặt nhưng vẫn chưa thể thắng được Alaway. Trước khi hiệp 1 kết thúc, vẫn là tiền đạo này. Song anh một lần nữa phung phí với cú sửa bóng đi chạy cột. Saudi Arabia hẳn không muốn những pha bóng nguy hiểm tương tự. Do đó, sau giờ nghỉ đội bóng này chơi áp sát hơn để không cho đối phương có nhiều bóng tấn công. Và khi cần, họ cũng sẵn sàng đe dọa đối thủ.